Một cái quán trà trái cây nguyên chất và độc quyền quận Bình Thạnh, giá chỉ 20 ngàn một ly, khách nhìn thôi cũng biết ngay là bán lỗ. Thật ra là mình muốn đóng tiệm rồi, nhưng mà có sự may mắn là mình kiếm được mặt bằng là mình để mình ở nơi mình ở luôn. Cố gắng mình thử một lần nữa, xong mình gồng thì đó, ví dụ là ngày mình lỗ 10 đồng thì mình lỗ thành 5 đồng, 4 đồng, 3 đồng, 2 đồng. Thì mình thấy cái việc đó mình có cố gắng và nó đã đang từ từ đã đi lên. Địa chỉ chỗ này là số 62, sạc 19, đường Huỳnh Tĩnh Của, quận Bình Thạnh, có tên là tiệm trà Lucy. Cái quán sẽ hơi nhỏ, mọi người đi ngang để ý xíu. Đối diện chung cư có đến tận 2 đường để mọi người đi vào cái quán này lận. Bán từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Chi nhánh này mới mở thôi, cho nên đang có chương trình đồng giá là 20 ngàn tất cả các ly nước luôn, cho nên mọi người có thể uống để trải nghiệm thử coi nó ngon hay không. Chứ giá thường ngày sẽ dao động từ 29 cho đến 39 ngàn. Sẽ có nhiều người hỏi tại sao 20 ngàn mà lỗ, tại vì toàn bộ đây nguyên liệu từ trái cây tươi, trong ly thì có nước ép. Để làm một cái ly này thì toàn bộ sản phẩm là những thương hiệu lớn chứ không có dùng hàng cho nổi. Giá bán 20 ngàn chỉ là bán trực tiếp thôi nha, còn mua trên app như Grab hoặc là Shopee Food thì không có được cái giá hời này. Mỗi feedback mà mình thấy nhiều quầy quán là làm món hơi chậm, nhưng để cho một cái ly trà trái cây nó ngon nhất thì khách đặt tới đâu làm tới đó chứ không làm trước, để cái nước nó sẽ không còn ngon và fresh nữa. Nhưng mà khi mọi người uống rồi, mọi người sẽ happy với việc chờ đợi để có một cái ly nước chỉnh chu và chất lượng nhất đến tay khách hàng. Ba món mình uống ngày hôm nay là trà cam đào dâu tây, trà cam bưởi nhiệt đới và trà xoài chanh leo. Hình thức thôi thì quá bắt mắt rồi, món nào cũng rất là thanh mát, nhưng mà hợp gu và ngon nhất của mình là trà xoài chanh leo nha, rất là đậm đà. Nói chung là anh chị chủ dễ thương lắm mọi người, thật sự rất là chân thành, nhiệt huyết và cực kỳ đam mê với sản phẩm mình làm ra, cho nên vẫn luôn hy vọng tiếp cận được nhiều lượng khách. Và nếu như có dịp đi ngang đây hay là bạn đang tìm một cái tiệm trà trái cây chất lượng thì chỗ này rất đáng cho bạn ghé thưởng thức nha. Mà hiện tại một ly chỉ 20 ngàn mà thôi, cho nên mọi người ghé ủng hộ quán nha.